Hôm nay ta mở công đường để xét xử lại vụ án nhà họ Đào. Người dưới kia, hãy mau khai danh tánh đi. Dạ bẩm, con là Thu Hạnh, tiểu thư nhà họ Đào. Con đã bị hãm hại và trở thành một người khác bởi tà thuật quán đổi dung nhan. Ngươi có thể nói rõ hơn không? Dạ bẩm ngài, gương mặt con đang mang là của một cô gái tên Lợm, sống bằng nghề sơn đông mãi giỏ. Còn cô ta thì đang mang hình hài của Thu Hạnh tiểu thư để làm chuyện mờ ám mà. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Dạ là do sự sắp đặt mưu kế, mà kẻ chủ mưu chính là phu nhân nhà họ Đào, người mà cha tôi tục quyền sau khi mẹ tôi mất. Cho dời bà Đào ra công đường. Dạ bẩm quan, tôi là Đào phu nhân. Bà Đào. Dạ. Những gì mà cô Thu Hạnh tố giác bà trước công đường, bà có nghe rõ không? Bà có muốn nói gì không? Bẩm quan, công đường lần trước mở ra xét xử, anh trai của cô ta đã diện cớ do cô ta bị bệnh mà sanh ra ăn nói lộng ngôn quan đường. Nhưng nay ta có thể khẳng định cô ta không hề loạn trí, mà trái lại rất tỉnh táo và thông minh. Cô ta đang thực hiện một âm mưu nhằm vào gia sản của nhà họ Đào. Nhưng sao cô ta lại nhắm vào nhà họ Đào mà mưu kế? Bẩm dân trong làng thì ai cũng biết, nhà họ Đào với cơ ngơi chiếu qua làng son nổi tiếng nhất xứ này, thì chuyện kẻ xấu nhắm vào hồng trục lợi cũng không có gì mà khó hiểu. Cô ta bịa ra tà thuật quán đổi dung nhan, nghe thật là quan đường. Trong khi Thu Hạnh tiểu thư bằng xương bằng thịt vẫn đang hiện hữu. Cho dời Thu Hạnh tiểu thư. Vậy là nhân chứng mới không? Dạ bẩm, con là Thu Hạnh tiểu thư. Chắc là có. Tiểu thư họ Đào, có người tố cáo cô chính là cô gái sơn đông mãi võ, làm tiểu thư Thu Hạnh làm chuyện mờ ám đúng không? Bẩm quan, chuyện này thật tình là con hơi bất ngờ. Từ công đường lần trước á, con đã cảm thấy rất lạ. Sao họ có thể bịa ra một chuyện quyển hoặc như vậy để làm gì? Nhưng sau đó con nghe nói là cô ta bị thần trí không có bình thường, cho nên con thấy tội nên không truy cứu. Nay là một lần nữa gây rối nơi công đường, thì con cảm thấy họ cố tình nhắm vào gia sản nhà họ Đào để mưu cầu trục lợi. Tại sao họ năm lần bảy lượt nhắm vào nhà họ Đào? Những điều đó dì con đã nói rõ. Con chỉ thêm một điều, có lẽ do lúc này cha con đã bị bệnh nặng, gia đạo rối ren, nên rất có thể họ thừa nước đục thả câu. Lợm, cô hãy tỉnh lại đi, đừng vì tham cuộc sống giàu sang mà mở mắt to nói láo trước công đường như vậy. Trong khi đó cô không phải là tiểu thư Thu Hạnh nhà họ Đào kia mà. Không được la lối trước công đường, ta chưa hỏi đến ngươi. Dạ bẩm khâm sai đại nhân, chuyện của ta nói về tà thuật tráo đổi dung nhan thật ra là không hề có xác thực đâu. Trên công đường thì phải có căn cứ vào nhân chứng và vật chứng, còn những lời nói của cô ta thì theo hạ quan nghĩ chỉ trong trí tưởng tượng của cô ta mà thôi. Bẩm ngài, vào thời điểm cách đây không lâu, có một tên đạo sĩ từ xa đến làng này. Hắn có tài làm cho người già trẻ lại đôi mươi, và trong làng cũng có vài người thử tà thuật đó. Nếu cần
xin ngài hãy cho vài người dân có mặt trong lúc đó để đối chất. Hai bà nghe rõ đi, có phải cách đây vài tháng có một đạo sĩ đến làng để làm tà thuật quán đổi dung nhan, làm cho hai bà trẻ lại đúng không? Dạ đúng là hay thật đó quan. Chỉ cần một vài động tác thôi là con có thể trở lại như là thời con gái đó quan. Lúc đó con có trả cho lão ta 2 quan tiền nữa quan. Nhưng sao bây giờ bà có trẻ đâu? Dạ tại vì phép thuật đó chỉ có hiệu nghiệm trong vòng 1 canh giờ thôi quan. Bẩm quan, còn con là Thẩm đây à. Lúc đó con không tin lắm, nhưng con thấy mấy bà trong làng làm qua rồi nên con cũng làm thử. Không ngờ ông tài thật, con không những trẻ ra mà con còn đẹp, xinh đẹp hơn, đến nỗi chồng con cũng không nhận ra con quan ạ. Cho phép hai bà được lui. Dạ. Dạ. Bẩm, như vậy thuật quán đổi dung nhan là có thật trong dân gian. Già thành trẻ, xấu thành đẹp, chỉ là tiêu khiển mua vui trong 1 canh giờ, không có vĩnh viễn được.